Đỉnh như dàn mỹ nhân Vbiz giấu bầu đi làm. Đông Nhi cấn bầu 3 tháng mà không ai hay biết, vẫn diện đồ khoe dáng, hát nhảy cực chóe trên sân khấu. Wow. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Nhã Phương bất chấp bầu bí vẫn đi đóng phim không nghỉ ngày nào. Được ông xã Trường Giang động viên vượt qua khó khăn để hoàn thành vai diễn. Hồ Ngọc Hà mang thai đôi vẫn đi sự kiện, còn giấu bầu đến tận tháng cuối thai kỳ mới công khai. Chuyện giấu bầu đã không còn mới trong showbiz Việt. Không ít sao nữ dù mang thai được vài tháng vẫn hoạt động nghệ thuật như bình thường, thậm chí đến tận những tháng cuối thai kỳ mới công khai chuyện có con. Mặc cho dân tình đồn đoán, những mỹ nhân này vẫn không lên tiếng thừa nhận, cứ để kệ mọi người nghi ngờ, bởi đơn giản, trông họ vẫn thon gọn nuột nà, chẳng giống như đang có bầu. Một trong những mỹ nhân giấu bầu đỉnh nhất thời gian gần đây phải kể đến Đông Nhi. Valentine vừa qua, bà xã ông Cao Thắng bất ngờ đánh úp người hâm mộ bằng một tin chấn động, đó là cô đang mang thai bé thứ hai được 3 tháng. Trên mạng xã hội, Đông Nhi chia sẻ hình ảnh của bé Winnie, cầm tấm bảng với lời nhắn con sắp lên chức chị rồi. Vậy là đủ hiểu, suốt thời gian qua Đông Nhi đã giấu chuyện có bầu, còn đi diễn và dự sự kiện như thường, dù cho trong cộng đồng fan đã có một vài lời đồn đoán. Theo fan của Đông Nhi tính toán, nếu giờ idol mang thai tháng thứ 3, thì khoảng tháng 12 cô đã bắt đầu mang thai rồi. Ấy vậy mà thời điểm đó, khán giả vẫn bắt gặp cô mang guốc cao, nhảy cực sung trong các màn biểu diễn. Đông Nhi còn đi dự sự kiện, lễ trao giải, chạy ngược xuôi không biết mệt mỏi. Thời điểm đó, có fan tinh ý nhận ra Đông Nhi có vẻ mũm mĩm hơn, còn nghi cô có bầu. Song ngay sau đó nữ ca sĩ đã quất luôn chiếc áo khoe bụng, cho thấy vóc dáng vẫn rất thon gọn, eo đẹp hết nước chấm. Ai cũng tưởng mình nghĩ oan cho Đông Nhi, nào ngờ oan thật, oan thị màu. Mà để chứng minh thêm khả năng giấu bầu cực đỉnh của Đông Nhi, stylist đã chia sẻ lại loạt trang phục mà cô từng diện từ ngày cấn bầu. Toàn đồ khoe eo khoe dáng, nhưng bà xã ông Cao Thắng đều cân được hết. Nhắc đến mỹ nhân giấu bầu đỉnh thì bà xã Trường Giang cũng không hề thua kém. Hồi mang thai bé Destiny, Nhã Phương cũng khiến nhiều người bất ngờ khi công khai có con. Đến năm ngoái, khi bầu bé thứ hai, nữ diễn viên dù đã mang thai hơn 3 tháng vẫn còn đi quay phim. Nhìn Nhã Phương trên bộ phim đang phát sóng, sẽ thấy cô vẫn như một người bình thường, chẳng có gì là giống như đang mang bầu cả. Nhưng thực tế, Nhã Phương khi đó cũng đã rất mệt mỏi, việc quay phim khi mang thai khiến sức khỏe của nữ diễn viên bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhờ sự động viên của ông xã, Nhã Phương đã cố gắng hoàn thành vai diễn và chính vai diễn này mang lại thành công cho cô trong những ngày đầu năm 2024. Sau khi quay xong bộ phim, Nhã Phương cũng không còn giấu bầu nữa. Nữ diễn viên công khai vác bụng bầu đi sự kiện và nhan sắc của cô vẫn khiến bao người phải ngưỡng mộ. Tin giấu bầu của showbiz chắc chắn phải có nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Thời điểm mang thai đôi hai bé Lisa, Leon, Hồ Ngọc Hà đã không ngừng giấu giếm bụng bầu của mình. Mặc cho cư dân mạng đồn đoán, soi xét cỡ nào, nữ ca sĩ vẫn nhất quyết không công khai. Cô vẫn đi dự sự kiện đều đặn, nhưng thường xuyên chọn trang phục và có động tác giấu bụng. Ví dụ như Hà Hồ sẽ chọn đầm dáng suông, đầm xòe, chụp ảnh dáng ngồi và ôm gối phía trước, còn khi dáng đứng sẽ cầm thứ gì đó để che cho khéo. Cũng may là bụng bầu của Hà Hồ không quá to, nên cô có thể dễ dàng qua mắt khán giả.